Nhóm người lao động được hỗ trợ ra sao trong gói 62.000 tỷ đồng? Bộ Lao động Thương binh Xã hội cung cấp đường dây nóng giải đáp thắc mắc. Nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra do học sinh rủ nhau du lịch sông suối trong ngày nghỉ lễ. Vú sữa tím không hạt ăn luôn cả vỏ được công nhận là cây đầu dòng tại thủ phủ cây ăn trái Bến Tre. YouTuber một nghề mới hot gần đây và những YouTuber chân chính khó khăn không nản, kiên trì mang sản phẩm chất lượng, giá trị đến người xem trong mùa dịch bệnh. Bây giờ là khung giờ phát sóng quen thuộc của bản tin nóng 24 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị những nội dung nổi bật của bản tin hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2020, kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động. Hôm nay, nhiều người dân trong cả nước tiếp tục nhận được tiền từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của chính phủ do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ghi nhận, có không ít người lao động băn khoăn, thắc mắc không biết mình có nằm trong diện được hỗ trợ hay không. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyên mục tin nóng tiếp theo sau đây. Thưa quý vị, hôm nay đánh dấu tròn 100 ngày kể từ khi Việt Nam có ca mắc COVID-19 đầu tiên. Tính đến ngày 1 tháng 5, cả nước có 270 ca nhiễm, 219 ca khỏi bệnh, không ghi nhận thêm ca lây nhiễm cộng đồng trong 15 ngày qua. Tuy nhiên lại có thêm một bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân 92, là một du học sinh từ Pháp. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sống một mình tại chung cư địa chỉ 1A1B Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân đã ra ngoài, có đeo khẩu trang và tiếp xúc với một số người khi mua thực phẩm ở siêu thị. Hiện 4 nhân viên siêu thị cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngay trong đêm 30 tháng 4, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn khu vực lô B2 của chung cư này. Đã có 39 căn với 92 nhân khẩu đã được nhân viên y tế đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì chung cư sẽ lại hoạt động như bình thường. Trong nỗ lực triển khai nhanh gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ đến các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, một số địa phương cho biết đang gặp những vướng mắc cần sớm giải đáp. Ngoại trừ các nhóm đối tượng như người có công, bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ trước với kinh phí hơn 505 tỷ đồng, các đối tượng còn lại trong quá trình rà soát và kiểm tra thực tế phát sinh một số vướng mắc, đặc biệt là nhóm người lao động bị tạm dừng hợp đồng và lao động tự do. Để quý vị có thể nắm bắt rõ hơn, chúng tôi xin thông tin lại theo quyết định này đối với nhóm người lao động cụ thể như sau. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng một người trên một tháng. Thời gian hỗ trợ tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, được hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người trên một tháng, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Trong nhóm đối tượng này có những lao động tự do, tức làm một trong các công việc như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách, bán lẻ xổ số lưu động, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Với lao động tự do, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ rà soát tổng hợp danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị xã hội và công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 2 ngày làm việc. Danh sách sau đó được gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ. Để giải đáp những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ một cách nhanh chóng kịp thời, Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố đường dây nóng qua Tổng đài Quốc gia 111, đồng thời công bố các số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân gồm 0913 049 567, 0977 976 686, 0913 378 816. Tổng đài chính thức hoạt động từ hôm nay, ngày 1 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị, nhân dịp nghỉ lễ, nhiều học sinh rủ nhau đi dã ngoại gặp sự cố đáng tiếc. Tại Đà Nẵng, trưa ngày 30 tháng 4, một nhóm bạn trẻ 16 người gồm 3 nữ và 13 nam rủ nhau đến thôn Giàng Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để chơi lễ. Khi đi qua suối Vũng Bọt, thôn Giàng Bí, một học sinh lớp 10 đã bị sẩy chân đuối nước dẫn đến tử vong.
Đến chiều cùng ngày, tại Bình Phước cũng xảy ra một sự việc tương tự. Một nhóm học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Thanh Hóa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước rủ nhau đến khu vực dưới chân cầu Sông Bé, tắm sông và ngắm cảnh chụp hình. Trong lúc chơi đùa, bất ngờ dòng nước sông dâng lên đột ngột đã khiến cho 3 em học sinh bị nước cuốn trôi, một em mất tích. Công tác cứu nạn cứu hộ hết sức vất vả, khó khăn do địa hình phức tạp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều ngày 30 tháng 4, em Nguyễn Thanh Tú cùng hơn 10 học sinh nam nữ, trường Trung học phổ thông Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, rủ nhau đến khu vực dưới chân cầu Sông Bé thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tắm sông và chụp hình ngắm cảnh. Trong lúc đang tắm và chơi đùa, bất ngờ nước dòng sông Bé dâng lên đột ngột và chảy xiết, khiến Tú và các bạn học sinh trở tay không kịp. Một số học sinh chơi gần bờ nhanh chân chạy lên bờ được, riêng Tú và hai học sinh khác đang ở phía xa bờ nên bị nước cuốn trôi. Thấy bạn bị nước cuốn, các học sinh trên bờ liền tìm cách quay lại cứu Tú và hai bạn khác. Tuy nhiên, do địa hình phía dưới nhiều đá nguy hiểm, nước sông dâng lên mỗi lúc một nhanh nên các em chỉ kéo được hai bạn của Tú lên bờ. Riêng Tú bị nước cuốn trôi ra giữa dòng mất tích. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lộc Ninh, công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 17 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường. Tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với cano, thuyền máy và các công cụ hỗ trợ, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, do địa hình sông Bé nước sâu, phía dưới đá chằng chịt nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5, sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Phước phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy và tổ chức trục vớt thành công thi thể của em Tú khi thi thể nam sinh này đang chìm dưới đáy sông cách hiện trường gần 200m. Cũng vào chiều ngày 30 tháng 4, tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, hai bé trai song sinh tên Kỳ và Kiệt đi hai xe đạp chơi lòng vòng ở tuyến đường trước nhà thuộc thôn An Lương, xã Long Giang thì bị mất tích. Và đến gần 10 giờ sáng nay, chính quyền địa phương và người dân mới tìm thấy hai bé tại một chòi lá nằm trong một khu vườn điều của người dân cách nhà hai bé gần 2km. Rất may hai bé vẫn khỏe mạnh, chỉ có tâm lý bị hoảng sợ. Thêm một số người dân cho biết là có một người đàn ông có dấu hiệu bị bệnh tâm thần đã dẫn hai bé vào đây. Tuy nhiên, sau đó bỏ đi đâu không rõ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc này. Vâng, qua sự việc này rất mong quý phụ huynh cần canh chừng con em mình cẩn thận hơn nữa. Đặc biệt là không nên để các em tự chơi mà không có người lớn trông coi, đề phòng kẻ xấu tiếp cận và xảy ra trường hợp đáng tiếc. Thưa quý vị, thói quen ngậm tăm xỉa răng đã gây ra không ít rắc rối nguy hiểm cho nhiều người, đặc biệt là trong tình huống đang ngậm tăm mà hắt xì hơi hoặc nói chuyện lớn tiếng. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân 46 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, nhập viện trong tình trạng đau hố chậu phải, cơn đau càng lúc càng nhiều và kèm theo sốt, chẩn đoán là viêm ruột thừa vì nuốt phải tăm xỉa răng. Cụ thể, trong quá trình nội soi các ruột thừa, phẫu thuật viên quan sát phát hiện cách chỗ bám ruột thừa khoảng 4cm, có một que tăm đâm thủng ruột và đã có giả mạc bao quanh xung quanh nơi thủng. Lập tức, ekip nhanh chóng mời lãnh đạo tiến hành hội chẩn, sau đó phẫu thuật rút tăm tre ra ngoài, khâu lỗ thủng ruột. Hiện nay, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang dần hồi phục. Gia đình cho biết bệnh nhân thường có thói quen ngậm tăm sau khi ăn, khi uống cà phê và không biết tai nạn hy hữu xảy ra vào lúc nào. Trường hợp dị vật trong ruột là tăm tre rất hiếm gặp, rất khó chẩn đoán, đồng thời có khả năng gây tổn thương niêm mạc ống tiêu hóa như thủng dạ dày, thủng ruột, dẫn tới nhiễm trùng gây biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Để phòng tránh nguy cơ nuốt tăm, các thầy thuốc khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen không ngậm tăm, nên sử dụng chỉ nha khoa hoặc đánh răng sau khi ăn, thay cho việc xỉa răng bằng tăm. Đối tượng Nguyễn Quốc Kiệt, 19 tuổi, ngụ xã Thành Mỹ, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi châm lửa đốt công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Như Ý có trụ sở tọa lạc tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè. Vụ cháy xảy ra vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 60 tỷ đồng. Trên lời khai với cơ quan điều tra, đối tượng Kiệt thừa nhận vì muốn thể hiện bản thân theo cách không giống ai nên đã châm lửa đốt sản phẩm của công ty xem có cháy hay không. Hậu quả là lửa lan mạnh gây cháy lớn. Một hành động vô cùng thiếu suy nghĩ của Kiệt để giờ đây công ty phải ngưng hoạt động và nhiều người lao động khác cũng bị ảnh hưởng. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty cổ phần CX Technology Việt Nam trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào khuya qua. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã phải bị thương và hiện đang nhập viện điều trị. Theo đó, khoảng 18 giờ chiều ngày 30 tháng 4, khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ công ty cổ phần CX Technology Việt Nam, chuyên sản xuất các loại linh kiện dùng cho xe hơi trong công nghiệp có diện tích 38.708 m2.
Những tin báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều động 7 đơn vị với tổng cộng 21 xe chữa cháy, 131 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường chữa cháy, phối hợp dập tắt đám cháy đang bùng phát dữ dội. Tuy nhiên, do công ty chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Một số chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc đơn vị Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đội phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp Tân Thuận bị bỏng nhẹ, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện toàn bộ khu chế xuất Tân Thuận được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy. Lợi dụng mạng xã hội để làm quen kết bạn, một đối tượng ngụ tỉnh Cà Mau đã lừa đảo hàng loạt phụ nữ bằng chiêu thức đánh thuốc mê và cướp hết tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu đã điều tra bắt giữ được đối tượng này. Giữa năm 2019, nhiều vụ cướp tài sản bằng thuốc mê với thủ đoạn manh động đã gây ra không ít hoang mang, lo lắng cho người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Người phụ nữ này là một trong các nạn nhân. Theo chị cho biết, thông qua ứng dụng Zalo, chị đã nhận lời mời kết bạn của một tài khoản mang tên Buồn Cho Số Phận. Cũng như mình đang buồn thì cũng như có người làm bạn, làm quen thì mình vẫn làm quen bình thường thôi, chứ không có nghĩ gì hết. Sau khi kết bạn, chị nhận được nhiều lời hỏi thăm động viên từ người bạn mới quen. Không lâu sau, người này tìm đến nhà chơi tự giới thiệu mình là một người kinh doanh thủy sản. Sau vài lần trò chuyện, hắn ta đã rủ người phụ nữ này đi chơi và dụ dỗ đưa vào nhà trọ. Sau đó bỏ thuốc mê vào các chai sữa, đưa cho nạn nhân uống và ra tay thực hiện hành vi cướp tài sản. Nó buồn luôn, nó chóng mặt, quay mòng mòng luôn. Tới giật mình thức dậy thì mở 3 giờ mấy rồi, tí cũng mờ mờ rồi, mới nhìn lại coi vàng thì mình mắt hết trơn sạch. Thì nhận định đây là có khả năng là do một đối tượng gây ra với một cái phương thức thủ đoạn giống nhau, thì đều được dùng qua các mạng Zalo là nhắn tin qua lại và tự giới thiệu mình là một doanh nghiệp để phô trương về tài sản để cho bị các đối tượng này tin và đi theo để thực hiện cái hành vi là chiếm đoạt tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, Công an huyện Vĩnh Lợi đã bắt giữ đối tượng Đoàn Thanh Hùng, sinh năm 1972, ngụ ấp Tắc Biển, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, khi y đang hẹn hò với một nạn nhân khác tại phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thu giữ nhiều vị thuốc mê, nhiều hộp sữa đã có bỏ sẵn thuốc mê và nhiều tang vật khác có liên quan. Em mua thuốc ở trên mạng, rồi thuốc ngủ, rồi vô phòng á thì mấy người đó rồi đi vệ sinh, rồi em mới bỏ thuốc ngủ nó vô trong chai sữa. Rồi cho người đó uống, rồi người đó đi vệ sinh xong rồi người đó uống, ngủ rồi, em mới ngủ rồi, em mới cướp tài sản. Được biết đối tượng Hùng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, mới ra tù không có việc làm ổn định. Kẻ gây án rồi đây sẽ chịu mức hình phạt thích đáng từ pháp luật, người bị hại cũng đã phải nhận những bài học đau lòng. Song đây là lời cảnh giác, là hồi chuông báo động cho những ai nhẹ dạ cả tin vào việc sử dụng các mạng xã hội như hiện nay. Quý vị, vùng chợ Lách Bến Tre được mệnh danh là vương quốc các loại cây ăn trái và cây cảnh, và có một loại vú sữa với tên gọi là vú sữa Mika không mủ đang làm cho nhiều người rất thích thú. Thưa quý vị, giống vú sữa này khi chín có màu tím đậm. Điều lạ là trái chín không còn mủ như lúc còn xanh, vỏ mỏng, dày cơm, ít hạt và hạt không có bao, vị ngọt thanh hơn nhiều so với loại vú sữa khác, thậm chí là chúng ta có thể ăn luôn cả vỏ. Nghe thôi là đã thấy rất là hấp dẫn rồi đúng không Bích Hồng? Và chuyên mục Miền Tây Kỳ Thú hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu giống vú sữa độc đáo này nhé. Đây là vườn cây vú sữa Mika của gia đình chị Bùi Ngọc Lan. Theo chị Lan cho biết, giống cây này lớn khá nhanh, tán lá mướt, nhìn thích mắt, và chị càng vui mừng hơn khi chỉ sau 2 năm đầu trồng, cây đã ra hoa và đậu trái chín trên 50 trái, có nhiều trái trọng lượng từ 700 đến 800 gram. Khi mình trồng xuống thì nó phát triển nhanh. Nó phát triển nhanh, nó lớn nhanh hơn cái loại ví dụ vú sữa kia. Rồi khi trong khi nó có 2 năm mà nó đã có trái rồi. Mà cái trái của nó thì chín màu tím vậy, nhưng mà nó có bông. Đặc biệt nó có bông mà trái nó to chứ nó không có mà kiểu nhỏ nhỏ như cái vú sữa lò gèn mấy cái vú sữa tím kia. Khi mình chẻ ra tên tông này là nó ở ngoài này cái lớp kế đây là lớp màu tím, ở trong nó màu trắng. Chẻ ra thì cái cơm của nó giòn, ít hạt. Chín như vậy là ăn luôn vỏ, mình chẻ ra ở trong cái cơm nó trắng, nó giòn, nó ngọt, mà ăn luôn cái vỏ luôn. Rồi còn cái hạt nó ít lắm, có trái thì không có cái hạt luôn, mình cắt mình chẻ ra là nó có khía đẹp lắm, giống như là cái măng cục vậy đó, nó đẹp lắm. Rồi cái hạt thì trái có trái không, trái 7-8 gram chứ chẻ ra chừng 3-4 hạt, có trái thì chẻ ra có 1 hạt và 2 hạt, có trái thì không có hạt nào luôn.
ăn luôn cái vỏ này. Bây giờ cắt ra là cái vỏ này, phần khúc này là mình ăn luôn cái vỏ được luôn á. Đặc biệt cái vú sữa này mình để tủ lạnh là được thời gian lâu. Mình để tủ lạnh tới nó khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng mình cũng vẫn còn ăn được. Nó cũng vẫn còn cái độ ngọt, độ giòn bình thường. Chứ là không phải mình bỏ vô tủ lạnh mà nó hư. Biết cây vú sữa vườn nhà mình cho trái ngon, vợ chồng anh chị thắp cành và trồng thêm nhiều cây tương tự trên vườn nhà. Đến nay vườn nhà vợ chồng anh đã có 40 cây cho trái, trong đó có nhiều cây đạt từ 5 đến 8 tuổi. Chị Ngọc Lan cho biết cây vú sữa vườn nhà chị lớn nhanh hơn vú sữa lò rèn, thích hợp trồng trên nhiều loại đất như là đất thịt, đất sét và đất dồng. Nó thì nó tầm thì nó mau có trái hơn, rồi cái năng suất nó thì nó một năm là có trái, rồi sau khi là trái nó to nó bự nữa, rồi nó mau, có thể nó mau chín hơn trái vú sữa kia một tháng mấy. Rồi giá thị trường nó tái, nó bán mắc thì như vú sữa kia 10.000 ký thì nó có thể 70, mà tôi chưa có bán tái, ba không mua hoài chưa có bán. Cây vú sữa Mika ra hoa vào tháng 2 âm lịch, đậu trái vào tháng 10 âm lịch và cho trái chín vào tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Được tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách đặt tên là Mika, viết tắt của chữ Miu, Frost of Cái Mân, có nghĩa là vú sữa của vùng đất Cái Mân. Đầu năm 2020, giống vú sữa Mika không mủ chính thức được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận cây đầu lòng. Với 8 trên 8 tiêu chí đều đạt, gồm khối lượng trái trung bình 423g, độ đồng đều trái đạt 75%, đường kính lõi 1,06cm, dây vỏ trái 1,1cm, cấu trúc thịt trái dai, mềm, nhiều nước, hương vị ngọt, thơm, số hạt 4,2 hạt trên trái, độ ngọt 14,4%. Theo luật trồng trọt mới, giấy chứng nhận cây đầu lòng có giá trị vĩnh viễn, trừ khi cây bị sâu bệnh hoặc chết. Cây đầu lòng là cây tốt nhất trong quần thể của một giống cây trồng. Cây đầu lòng khi được công nhận thì trở thành tài sản quốc gia, cá nhân chủ hộ được giao quản lý, chăm sóc và khai thác cây đầu lòng. Trong quá trình chăm sóc, nếu chủ hộ gặp khó khăn như cây bị sâu bệnh thì báo ngay cho cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ kịp thời. Mở đầu chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay là một tình huống giao thông thót tim vừa được ghi nhận trên tuyến đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Một người phụ nữ đang chạy trên đường thì bất thình lình dừng lại. Tưởng có chuyện gì lớn lao, nhưng sự thật diễn ra lại khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Mời quý vị theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Đây là tuyến đường khá đông xe cộ lưu thông với nhiều phương tiện xe lớn chạy với tốc độ tương đối nhanh. Thế nhưng người phụ nữ điều khiển xe máy này lại quá chủ quan, khi đang lưu thông thì lại bất ngờ hạ tốc độ rồi dừng ngay ở vị trí giữa đường như thế này. Phát hiện hành vi bất thường của người này từ xa, tài xế đã bấm còi liên hồi báo hiệu để yêu cầu nhường đường. Nhưng người phụ nữ dường như vẫn giả vờ không nghe thấy gì, vô tư đứng giữa đường chỉ vì để cúi người xuống nhặt một sợi dây sạc điện thoại trên đường mà mang cả mạng sống của mình và sự an toàn của người khác ra để đánh cược. Tiếp tục chương trình là khoảnh khắc ghi lại pha cướp điện thoại siêu nhanh diễn ra trong tích tắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nạn nhân chỉ biết đứng đơ người. Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đến mọi người dân thường có thói quen cầm điện thoại khi ra đường, rất dễ lọt vào tầm ngắm của đối tượng xấu. Đang rảo quanh các tuyến đường tìm con mồi, tên cướp này phát hiện một người phụ nữ đang mua thức ăn ở chiếc xe đẩy đậu bên lề đường. Hắn liền quay đầu xe lại rồi trèo lên lề. Trong lúc nạn nhân không chú ý, hắn đã tăng ga và giật văng chiếc điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. Có bất ngờ, nạn nhân chỉ kịp hô toáng lên rồi dí theo tên cướp nhưng đã không kịp. Vụ cướp xảy ra ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, Camera Nóng liên tục đưa tin những vụ việc gây bức xúc trong dư luận liên quan đến việc tài xế gây tai nạn rồi vô cảm bỏ mặc sự sống chết của nạn nhân. Đây là một hành động thiếu đạo đức và mất hết tính người. Nhưng mới đây tại gần ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hành động thiếu trách nhiệm này lại tiếp diễn, thưa quý vị. Clip camera hành trình ghi lại cho thấy cảnh xe tải chuyển làn va quẹt với thanh niên đi xe máy. Sau khi va chạm, tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục cho xe di chuyển tiếp. Rất may là nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hành vi này rất đáng trách. Ngay sau khi đăng tải, nó đã nhận được nhiều ý kiến chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người còn truy tìm danh tính tài xế để nhờ lực lượng chức năng xử phạt răn đe. Sau 3 tháng có em bé, Đông Nhi ông Cao Thắng mới quyết định chia sẻ tin vui này với người hâm mộ. Đám cưới, cổ tích đã diễn ra, niềm hạnh phúc của cặp đôi giờ đây còn vỡ òa hơn nữa khi có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ.
Mới đây, cả hai lại tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong khoảng thời gian chờ đợi con chào đời. Phản ứng của ông Cao Thắng khi có con đầu lòng ra sao? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Chung là lý do mà 3 tháng mới quyết định chia sẻ với mọi người là bởi vì là tụi mình cũng muốn là cho em bé thiệt là ổn định ở trong bụng, xong rồi sau đó là mình sẽ mới chia sẻ niềm vui này đến với tất cả mọi người. Hiện giờ vợ chồng mình đang rất là vui. Sắp tới sẽ có một thế lực mới xen vô đời sống của vợ chồng mình. Trên trang cá nhân, Đông Nhi mới đây đã chia sẻ clip hậu trường thực hiện bức ảnh khoa ảnh baby độc đáo khiến cả showbiz Việt dậy sóng, đồng thời cũng khiến khán giả thích thú khi tiết lộ biểu cảm hạnh phúc và bất ngờ của ông xã ông Cao Thắng vào thời điểm được cô thông báo tin vui. Đồng thời, Đông Nhi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả đồng nghiệp, người hâm mộ đã chúc mừng vợ chồng cô và lý giải lý do vì sao lại giấu tin vui đến tận tháng 3 của thai kỳ mới chính thức thông báo cho mọi người. Luôn luôn cập nhật những cái kiến thức để mà chuẩn bị tốt cho cái giai đoạn này, và mình sẽ chia sẻ nó thông qua những cái clip của mình, và hy vọng là nếu như mà mọi người có những cái tip gì đó hay thì mọi người hãy chia sẻ lại cho Nhi đó nhé. Trở lại đường đua âm nhạc với MV Là Một Thằng Con Trai, chắc luôn được người hâm mộ yêu quý và dành những tình cảm ngọt ngào nhất khi thu về những tín hiệu tích cực. Mới đây, nam ca sĩ còn khiến fan tan chảy hơn nữa khi trở về mái ấm Đức Quang ở chùa Vạn Đức, tỉnh Bến Tre và có màn trình diễn đầy xúc động cùng hơn 200 em nhỏ mồ côi tại đây. Mới đây, cộng đồng fan của Jack đã không khỏi tự hào khi nam ca sĩ đã có chuyến thiện nguyện tại mái ấm Đức Quang ở chùa Vạn Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nơi đây đang có gần 200 trẻ em mồ côi đang sinh sống, học tập và được duy trì bằng những đóng góp của các nhà hảo tâm. Ngay sau khi chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa này, bài đăng của Jack đã nhận về tới hơn 300.000 lượt thích, hàng chục ngàn bình luận và lời khen từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, không chỉ trao quà cho các em nhỏ, Jack còn dành nhiều thời gian chơi đùa và trổ tài văn nghệ. Nam ca sĩ hào hứng biểu diễn cùng các bé ca khúc Việt Nam Thôi. Có lẽ khoảnh khắc ý nghĩa trong chuyến thiện nguyện này sẽ là những giây phút khó quên trong sự nghiệp của giọng ca sóng gió. Quý vị và các bạn, thời đại của công nghệ nên việc ở nhà vì dịch bệnh cũng không làm chúng ta chán nản. Mỗi người đều có thể chọn cho mình một ứng dụng để giải trí trên các smartphone, và YouTube được xem là ứng dụng chọn lựa hàng đầu của mỗi người. Và các kênh của các YouTuber làm về ẩm thực, du lịch trải nghiệm luôn tạo sự thích thú với người xem. Tuy nhiên, cũng như bao ngành nghề khác đều bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, YouTuber cũng không ngoại lệ. Nhưng làm cách nào mà họ vẫn có thể tạo ra được những sản phẩm độc đáo, ý nghĩa, thu hút nhiều lượt xem? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chào mọi người, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VN Food Travel. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái kỳ xảo khá là đơn giản. Và kỳ xảo như thế nào? Xem đi. Mạng xã hội, trong đó YouTube được xem là thiên đường giải trí của mọi lứa tuổi, đặc biệt trong mùa dịch bệnh hiện nay. YouTube có thể được xem là vị thuốc chữa stress cho mọi người. Tuy nhiên, có rất nhiều các YouTuber cũng lao đao trong mùa dịch bệnh để tìm ra hướng đi mới cho kênh YouTube của mình. Về cái mùa dịch này, không phải chỉ riêng kênh VN Food Travel của Phú và Mèo, tất cả những cái kênh hiện nay về ẩm thực á, thậm chí là khác chủ đề cũng vậy nữa, gần như là nó bị mất đi cái sự tương tác rất là nhiều, vì hiện nay là tất cả mọi người đều quan tâm về sức khỏe và y tế, về những cái dịch bệnh hiện nay. Hiện nay thì mình đang quản lý hai cái kênh YouTube, đó là kênh Bỏng Ngô Mario chuyên về du lịch và kênh Hoàng Dục VFX. Thì kênh này chuyên về chia sẻ những kỹ xảo dành cho các bạn yêu đam mê kỹ xảo. Thì đối với cái kênh du lịch của mình thì mình dường như là tất cả mọi những cái địa điểm du lịch bị cấm và không cho đến những cái chỗ mà tụ tập đông người. Vì vậy cái kênh của mình nó cũng hạn chế và dường như là bị ngừng hoạt động, tại vì mình không có thể đi sản xuất những cái clip mới được. Dịch bệnh xảy ra cuốn theo nhiều thay đổi, mỗi người đều phải sắp xếp lại lịch trình của công việc, của cuộc sống thường nhật, và các YouTuber cũng phải ăn theo thuở, ở theo thời. Thì sau khi mà dịch thì coi như là không thể nào ra đường được và phải buộc ở nhà, tìm mọi cách để làm sao để giữ được cái lượng khán giả thân quen đang xem kênh mình vẫn ra clip đều. Tất nhiên là nó giảm và cái nội dung mà mình truyền tải đến mọi người nó không có hay như lúc mà mình đi ở ngoài đường. Ngoài làm vì đam mê thì các YouTuber còn làm vì những khán giả trung thành với kênh của mình. Mặc dù giảm đáng kể một phần tương tác vì nội dung của kênh bị nhàm chán, nhưng với họ cũng đỡ hơn một phần nào là để kênh chết theo thời gian dịch bệnh Covid-19 còn hoành hành. Thứ nhất là món ăn. Là mình không có xác định được những cái món ăn nó ở đâu bán, như thế nào. Mình phải kiếm và
đa phần thì bán những cái món giống nhau và mình cũng không có kiểm định được cái việc là cái hương vị mình muốn ăn ở chỗ đó nó như thế nào. Mình chỉ có thể chia sẻ là giá cả và cách thức đặt hàng. Rồi khi mình ăn đó thì mình chia sẻ cái cảm giác của mình để gửi đến cho tất cả mọi người và các bạn. Cái khó khăn thứ hai nữa là mua vậy á thì tốn kinh phí rất là nhiều, nó nhiều hơn là lúc mà mình đi ở ngoài. Rồi cái khó khăn thứ ba nữa là một phần đó là không có địa điểm quay, tụi mình phải lên sân thượng ở nhà của bạn mèo đó để quay, mà lại bị gặp xui nữa là xung quanh lại đang trong cái giai đoạn này là sửa nhà, âm thanh nó rất là ồn ào. Xui lắm nữa là tới một cái bữa kia lại đang quay thì trời đổ mưa đó, phải dời ra dời vô, lúc mà hết mưa lại phải dời ra để quay, tranh thủ quay trở lại rất là khó khăn. Dường như là bình thường đi thì cũng có rất là nhiều người đi theo, có 3-4 người đi theo, nhưng mà bây giờ thì một mình phải làm hết những cái nhiệm vụ đó, từ quay phim cho đến là làm kỹ xảo, hoặc là cho đến những cái bạn mà xung quanh mình để phụ trợ giúp mình những cái kỹ xảo, ví dụ phong xanh đồ á, thì mình phải làm hết tất cả những cái đó. Và ngay cả những cái việc mà cái địa điểm quay xung quanh của mình, ví dụ mình chọn ở công viên, mình thường mình quay rất là nhiều công viên, nhưng bây giờ đi ra công viên là bị đuổi về liền và không thể cho đứng ở công viên quay ở đó được, tại hạn chế tập trung những nơi đông người và chỉ có là ở nhà mới quay được. Nhưng mà mình cũng hạn chế cái điểm quay và những cái đề tài mà mình muốn làm á, về diễn viên đồ thực hiện của mình, thì mình cũng phải là bỏ đi tất cả để mình làm những cái đề tài khác mà chỉ có một mình làm thôi. YouTuber trở thành công việc để mang lại thu nhập đang rất thịnh hành trong vài năm trở lại đây. Nhiều YouTuber còn trở thành hiện tượng mạng xã hội khi những video chia sẻ của họ mang lại những giá trị thiết thực trong cuộc sống của nhiều người. Khác với kênh YouTube của anh Phú, dường như mùa dịch bệnh dù vẫn gặp nhiều hạn chế về sản xuất, nhưng kênh YouTube của anh Dũng gặp nhiều thuận lợi hơn. Đây là một cái thời gian cũng là để cho mình chăm kênh này, rồi mình phát triển cái kênh mình lên, và đặc biệt là trong cái thời gian này thì mình liên tục mình up rất nhiều clip lên để cho các bạn cũng có thời gian nhiều hơn. Các bạn có ở nhà, bình thường các bạn sẽ đi làm rất là nhiều, các bạn sẽ không có thời gian để học những cái kỹ xảo, nhưng mà bây giờ cũng là một cái thời cơ để mình up kênh, để mình hướng dẫn các bạn làm bài tập. Và khi mà mình up lên những cái trang web cộng đồng về hướng dẫn kỹ xảo phim á, thì mọi người rất là hưởng ứng rất là nhiều. Hiện tại đứng trước tình hình chúng ta chỉ mới kiểm soát ổn định phần nào dịch bệnh, chúng ta cần chung tay duy trì các thói quen như trong thời gian cách ly để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hiện tại thì cả nước vẫn chưa công bố hết dịch, thì mình vẫn là thực hiện ở nhà và mình tránh hạn chế đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người để cùng mọi người cùng nhau là chống dịch. Và cái đề tài của mình nó cũng được thu hẹp lại, nhưng mà nó không có sao, mình có thể là nghĩ ra những cái đề tài khác. Có thể nói cố gắng vì nghề sẽ được tổ nghiệp phù hộ luôn luôn đúng. Không chỉ riêng những người làm YouTuber mà hầu như ở tất cả các ngành nghề, nếu bạn có sự cố gắng, luôn cháy hết mình với đam mê để vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nhận lại những hậu hĩnh tích cực. Bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền Long An sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên gửi những thông tin phản ánh của quý vị qua Zalo hoặc gọi điện thoại theo số 097-122-5053 cho chương trình. Và quan trọng là hãy luôn chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong những ngày nghỉ lễ này quý vị nhé. Hãy luôn nêu cao tinh thần phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Còn bây giờ thì Mai Anh và Bích Hồng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.